Bạn mệt mỏi vì cái nắng chói chang và những cơn mưa bất chợt làm phiền cuộc sống của gia đình bạn. Chưa kể đến nỗi lo lắng mỗi khi thấy mặt mành nhà mình bị mối mọt tấn công. Tiện ích không ngờ, đẹp, bền và thân thiện với môi trường, một chịu được thiên tai, mành tre than hóa chống lại mối mọt cực kỳ hiệu quả. Hai, tiện lợi sử dụng, hệ thống dây kéo và dòng dọc dễ dàng thao tác, cuộn lên, thả xuống không làm bạn mất công sức. Ba, không gian thoáng đãng, những khe hở tinh tế giữa các nan giúp không khí lưu thông, đem lại không gian mát mẻ. Bốn, thẩm mỹ cao, hai mặt mành cực kỳ đồng nhất và tinh xảo, mỹ quan cho không gian sống đẳng cấp. Năm, che phủ hoàn hảo, vừa che nắng, vừa che mưa, mành che đức bằng là lựa chọn thông minh cho mọi công trình. Chất liệu tự nhiên, sự thanh thoát và vẻ đẹp tự nhiên của rèm che đức bằng sẽ khiến bạn cảm thấy thư giãn mỗi ngày như một làn gió mới thổi vào cuộc sống, mang đến sự hài hòa, cân bằng và phong cách cho không gian sống thân yêu của bạn. Đừng chần chừ, hãy để đức bằng đồng hành cùng gia đình bạn trong từng khoảnh khắc tươi đẹp, dù nắng hay mưa. Hãy điện thoại inbox ngay hôm nay để đức bằng giải quyết mọi nỗi lo của bạn với sự chọn lựa hoàn hảo này.